Chinh phục kỳ thi, chương trình đặc biệt dành cho học sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Chinh phục kỳ thi, chương trình ôn tập hệ thống hóa kiến thức các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học và Sinh học. Làm bài tập trắc nghiệm và đặt câu hỏi trực tiếp cho các giáo viên tại website và Facebook của chương trình. Còn bây giờ, mời các em theo dõi bài học hôm nay. Xin chào tất cả các em, chúng ta đang theo dõi chương trình Chinh phục kỳ thi trên VTV7, môn Đại số. Các em thân mến, tuần trước là chúng ta đã làm việc với các bài toán liên quan đến nhị thức Newton. À, tuần này thì trước khi mà chúng ta tiếp tục với phần nhị thức Newton à, à, và cái phần tiếp tục là phần tổ hợp xác suất, thì thầy mình sẽ à, dành một chút thời gian để chữa cái phần bài tập cũ và tiếp tục cái phần à, nhị thức Newton vào tuần trước. À, đầu tiên là như tuần trước là chúng ta đang học đến cái bài toán mà tính tổng đúng không? À, và cái nội dung của bài toán tính tổng hoặc là bài toán mà chứng minh với đẳng thức à, dựa trên nhị thức Newton luôn luôn dựa trên nguyên tắc như sau đó là người ta sẽ dựa trên một cái khai triển nào đó cho trước và sau khi mà chúng ta có khai triển này rồi thì chúng ta sẽ thay x bằng một giá trị nào đó thì ta sẽ tính được tổng hoặc là ta sẽ chứng minh được đẳng thức đấy như vậy cái nguyên tắc cơ bản của cái bài toán tính tổng hay là chứng minh một đẳng thức nhờ những thức Newton đó là em sẽ phải dựa trên một khai triển và từ cái khai triển này chúng ta sẽ thay giá trị x tương ứng thì chúng ta sẽ tìm được tổng hoặc chúng ta chứng minh được đẳng thức và một vài cái khai triển mà chúng ta cần phải ghi nhớ nó đó là À, khai triển đầu tiên, thầy mình nhắc lại, đó là 1 cộng x mũ n bằng c0n cộng c1n x cộng c2n x bình phương cộng chấm 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 cộng cn n x mũ n. Đây là khai triển 1 cộng x mũ n. Và khai triển thứ hai là 1 chữ x mũ n. Thì chúng ta thấy là dấu cộng trừ sẽ đan xen nhau. Và cái trụ cuối cùng này sẽ là trừ 1 mũ n cn của x mũ n. À, có rất nhiều bài toán họ sẽ yêu cầu chúng ta là đi tính tổng mà mũ chẵn hoặc mũ lẻ. Thế thì chúng ta sẽ ghi nhớ cho thầy các đẳng thức sau. À, các đẳng thức liên quan đến mũ chẵn đó là à, chúng ta sẽ sử dụng hai khai triển một cộng x mũ 2 n là mũ chẵn đấy và một chữ x mũ 2 n em khai triển ra và chúng ta cộng lại chúng ta chia cho hai chúng ta sẽ thu được là à, khai triển này bằng c 0 của 2 n cộng c 2 2 n x mũ 2 cộng c 4 2 n x mũ 4 và cộng cho tới c 2 n của 2 n x mũ 2 n đây chính là tổng mũ chẵn Ờ, một cách tương tự chúng ta có tổng mũ lẻ là uh, C1 của 2NX cộng c 2N, x nx 3 cộng chấm 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 cộng C2N 1 của 2N x mũ 2N 1 thì tổng này chúng ta sẽ tính được bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng hai khai triển 1 cộng x mũ 2N và 1 chữ x mũ 2N sau đó em trừ đi là chúng ta sẽ tìm được chúng ta sẽ giữ lại được các uh, chỉ số lẻ Đấy chứ nhỉ? Đây là những cái khai triển mà chúng ta sẽ thường dùng để chúng ta sẽ À, chứng minh một cái đẳng thức à, dựa trên cái nghị thức newton à, thế thì nguyên tắc làm việc thế này, này là xuất phát từ một cái khai triển một là em thay luôn số vào đúng không thay số nào thì con phải tùy thuộc vào đầu bài hai là chúng ta có thể là thông qua cái động tác là chúng ta có thể đạo hàm chúng ta có thể nhân chúng ta có thể lấy tích phân sau đó chúng ta mới thay số vấn đề quan trọng là chúng ta phải biết rằng là khi nào chúng ta đạo hàm khi nào chúng ta nhân thêm và khi nào chúng ta lấy tích phân Thế thì bây giờ thì mình sẽ trình bày thông qua hai cái ví dụ như sau. À, trong khai triển đa thức 1 cộng 3x thì mũ 20 bằng A0 cộng A1x gì? cộng A2x thì bình phương cộng chấm 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 cộng A20x thì mũ 20. À, chúng ta sẽ phải làm như sau. Chúng ta sẽ phải tính tổng S thì bằng A1 cộng 2 lần A2 cộng chấm 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 cộng 19A19 cộng 20A20. Như vậy yêu cầu của bài toán là tính tổng. Bây giờ chúng ta sẽ xem xem là chúng ta sẽ phải làm thế nào. À, thì chúng ta quan sát giúp thầy nhé. Đầu tiên chúng ta hãy xem khai triển 1 cộng 3x 20 và chúng ta thấy là khi khai triển này ra thì chúng ta thu được một cái đa thức bậc 20. Và chúng ta thấy là A20 chính là hệ số của x 20. Chúng ta thấy A2 là hệ số của x 2 và A1 là hệ số của x gì? A0 là hệ số tự do. Và bây giờ chúng ta xem. Chúng ta hãy xem tổng S gì? Tổng này liên quan đến A1 không có A0 nhé. Tiếp tục 2A2, tiếp tục 19A19 và 20A20. Chúng ta thấy là nó sẽ sinh xem các hệ số mà hệ số này tăng dần từ 1 cho tới 20. Vậy chúng ta dự đoán rằng là khi chúng ta đảo hàm của x mũ 20 chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy nó sẽ sinh ra là 20x mũ 19. Như vậy nó sẽ sinh ra 20. Khi chúng ta đảo hàm của x mũ 2 thì nó sẽ sinh ra là có số 2 và khi chúng ta đạo hàm hệ số ở đây là x thì uh, x thì chúng ta sẽ sinh ra được cái a1. Và hệ đạo hàm cái hệ số tự do a0 thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ không còn hệ số tự do nữa. Vậy thì ta nghĩ đến việc ở đây đó là chúng ta sẽ đạo hàm hai vế của khai triển đầu tiên. À, sau khi em đạo hàm xong, chúng ta thấy là trong tổng S này nó hoàn toàn không hề có chứa x Chính vì thế mà chúng ta sau khi mà chúng ta đạo hàm xong, chúng ta đạo hàm theo biến x, em sẽ thay x bằng 1 và khi em thay x bằng 1 vào thì ngay lập tức chúng ta sẽ thu được tổng gì? Tổng S. Được chưa? Và chúng ta ghi nhớ là chúng ta đạo hàm vế bên này. Thì chúng ta cũng phải đạo hàm cả vế bên 1 cộng 3x mũ 20. Và em thay x bằng 1 đều về hai vế. Thì chúng ta sẽ tính được tổng S. Được chưa nhỉ? Như vậy từ những phân tích chúng ta sẽ suy ra cái cách trình bày của bài này như sau. À, thầy xét hàm số f(x) bằng 1 cộng 3x mũ 20. Rõ ràng hàm này có tập xác định là R. Và bây giờ thầy làm như sau Thầy tính đạo hàm của hàm F ờ, Thầy tính đạo hàm của hàm F thì thầy sử dụng công thức đạo hàm U mũ N Đấy, sẽ bằng N này Đúng không? Có nhớ không? Đấy, sau đó chúng ta tính đạo hàm của 1 cộng 3X thì Đạo hàm của 1 cộng 3X thì bằng 3 rồi đúng không? 3 x 20 thì bằng 60 Nhân với 1 cộng 3X thì mũ 19 Như vậy chúng ta đã tính đạo hàm của F và X Đúng chưa? Thực ra chính xác ở chỗ này là chúng ta đã tính đạo hàm của vế bên tay gì đây? Tay trái. Đúng chưa nhỉ? Sau đó thì chúng ta sẽ thay, chúng ta thử tính cho thầy F1. Muốn tính F1 thì chỗ nào có x thì em thay bằng 1 và f thay x thì bằng 1 vào đây. Chúng ta thu được này là 60 nhân với 4 mũ 19 và thầy đặt cái đẳng thức này là 1. Như vậy chúng ta đã làm một tác như sau. À, chúng ta đã đạo hàm vế bên tay trái của cái đẳng thức này. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đạo hàm bên phải. Chúng ta có Mặt khác, khi chúng ta khai triển cái anh này ra thì chúng ta thu được đây là A0, A1X, A2X bình cộng A20X mũ 20. Em đạo hàm đi nhá. Và nhớ chỗ này là đạo hàm thêm biến x gì? Thì A0, A1, A2, A20 đều là các số. Mà số thì chúng ta sẽ nhớ là nhớ công tắc đạo tính đạo hàm theo số như thế nào nhá. Số đúng một mình đạo hàm bằng 0. Như vậy, x thì đạo hàm 1, như vậy nó sẽ là A1. X thì bình phương đạo hàm là bằng 2A2X. À, tương tự chỗ này là X mũ 20 đạo hàm bằng 20 A20 Ở đây là X mũ 19 Được chưa? Như vậy chúng ta tính đạo hàm với bên tay phải Sau khi chúng ta tính đạo hàm với phải rồi Chúng ta lại tính cái giá trị của cái hàm này Tại điểm X mũ 1 Tức là chỗ nào có X em lại thay bằng 1 vào thôi Như vậy chúng ta thu được này Đấy chúng ta thu được Đây chúng ta gọi đây là đặc thức số 2 Và chúng ta thấy F'1 bằng 60 x 4 mũ 19 Và chúng ta cũng thấy nữa S1 bằng A1 cộng 2A2 cộng chấm 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 cộng 19A19 cộng A20A20. Cái này là 2. Như vậy từ 1 và 2 chúng ta suy ra là cái theo tính chất bắt cầu thì anh bên này sẽ phải bằng 60 x 4 mũ 19. Mà cái anh này này chính là cái tổng S ban đầu. Như vậy chúng ta sẽ suy ra ngay là S ở đây chính bằng 60 x 4 mũ 19. Đúng chưa? Đấy. Và từ đó chúng ta suy ra. Vậy S thì bằng 60 x 4 mũ 19. Các em đã hiểu bài này chưa? Như vậy đây là bài tập rất là đơn giản đúng không? Việc quan trọng nhất ở đây là em phải phát hiện ra là à cái tổng S này sẽ được sinh ra sau khi em đạo hàm hai vế và em thay x bằng 1. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ thứ hai. Tìm hệ số của x mũ 6 trong hai triển x bình phương cộng x 2 mũ n. Biết n là số tự nhiên thỏa mãn. C0n cộng C1n Cộng 2 mũ 2 chia cho 3 c2n, cộng 2 mũ 3 chia 4 c3n, cộng chấm chấm chấm, cộng với 2 mũ n chia cho n cộng 1 cnn, bằng 121 phần n cộng 1. Đây, chúng ta ghi giúp thầy cái đề bài. Chúng ta thấy bài này như sau. Chúng ta thấy là người ta yêu cầu em là phải tìm hệ số của x mũ 6 trong hai triển này. Nhưng trong khai triển này rõ ràng phụ thuộc vào cái mũ N. N ta chưa biết bằng bao nhiêu. Đúng chưa? Như vậy nhiệm vụ của em là ở đây chúng ta sẽ phải là đi tìm N. Sau khi tìm N xong thì chúng ta thay vào đây. Chúng ta sẽ tìm về hệ số của x mũ mấy? Mũ 6. Như vậy trước mắt phải tìm N. Chúng ta thấy là ở đây có C2 thì đây là 3. Đây là có C3 thì đây là 4. Đây có N. CN thì bên dưới là N cộng 1. Vẫn có C0. Nhưng cái C1 của N này thì không hề có hệ số, không hề có hệ số thì thầy có thể viết là thế này, C1 của n này thầy hoàn toàn thể viết là bằng à, đằng trước của nó sẽ viết là hai chia cho hai, hai chia cho hai, đây là một thì đây sẽ là hai, đúng chưa? Như vậy ta sẽ nghĩ đến việc như sau, em xét khai triển 1 cộng x mũ n, đúng chưa? Ở đây có sự xuất hiện của hai, thế nên là sau khi phải có khai triển đó thì thầy sẽ làm động tác như sau, thầy lấy tích phân từ 0 đến 2 của hai về, thì thầy sẽ tính được cái đặc thức này. Đấy, như vậy từ phân tích thì thầy sẽ làm như sau. À, thầy xét khai triển này, 1 cộng x thì mũ n bằng c0n cộng c1n x thì, cộng c2n x, thì, cộng C2 n, x mũ 2 cộng chấm 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 cộng cnn x mũ n. Và bây giờ thầy sẽ lấy tích phân hai vế. Ở đây thầy sẽ lấy tích phân từ 0 cho đến 2. Tại sao lại nghĩ việc là lấy tích phân từ 0 đến 2? Thì cận trên 2 em thấy là đây, do dấu hiệu này. Tại sao lại lấy bên dưới là bằng 0? Là bởi vì là nó sẽ không hề có những cái hệ số được sau thì ta sẽ có như sau. Em lấy tích phân từ 0 cho đến 2 của 1 cộng x mũ n dx và bằng. Đây. À, bây giờ chúng ta sẽ lấy cả hai vế và chúng ta sẽ thu được như sau. À, chúng ta thấy là nguyên hàm của 1 cộng x mũ n này thì nguyên hàm của nó sẽ là bằng 1 phần n cộng 1 1 cộng x mũ n cộng 1 và cận ở đây chúng ta lấy là từ 0 cho tới 2. À, chúng ta lưu ý cho thầy khi lấy tích phân và là, là chúng ta thấy là C0N, C1N, C2N, CNN đều là các số, là các hàng số đấy. Và tích phân này là ta tính theo biến gì? Biến X. Gì? Thế nên là ta, ở đây ta chỉ tính theo biến X gì thôi. được chưa? Tất cả các C đấy được coi là, à, nó sẽ là các hàng gì? Hàng số. Và chúng ta sẽ có như sau này. Đây là C0NX này, cộng với 1 phần 2 C1NX bình, cộng 1 phần 3 C2NX bình 3, cộng chấm chấm chấm, cộng 1 phần N cộng 1 CNN của X mũ n cộng 1 cận ở đây từ 0 cho tới 2. Và bây giờ chúng ta sẽ thay cận vào. Em thay cận trên và trước, tức là thay số 2 và trước. Sau đó em trừ đi cận dưới. Thế thì lưu ý khi trừ đi cận dưới thì cả cái vế bên này nó sẽ bằng 0 này. Đúng không? Khi em thay x thì bằng 0 thì cả vế này bằng 0, chỉ còn 2 thôi đúng không? Như thay ở bên này thì cẩn thận nhé, cận thay bằng 0 ở chỗ này thì nhớ là 1 cộng 0 thì là bằng 1. Như vậy ta sẽ được là 1 mũ n cộng 1. Như vậy thay vào và chúng ta thu được như sau. À, thay vào và chúng ta sẽ rút gọn và chúng ta thu được là 3 mũ n cộng 1 trừ 1 chia cho n cộng 1 bằng. À, sau khi em thay vào rồi, chúng ta sẽ thu được đây là 2 lần C0n cộng với 2 mũ 2 chia cho 2 C1n cộng 2 mũ 3 chia cho 3 C2n cộng chấm 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 cộng 2 mũ n cộng 1 chia cho n cộng 1 CNn. Được chưa? Sau khi em thay xong như thế này thì chúng ta thấy là cái vế bên này nó hao hao giống như cái đẳng thức ở ban đầu. Nhưng có một điểm khác biệt là đây là C0N còn đây là hai lần C0N. Như vậy ta nghĩ việc là ta nhóm số mấy ra ngoài nhỉ? Ta nhóm số 2 ra ngoài. 3 mũ n cộng 1 trừ 1 chia cho n cộng 1 sẽ bằng 242 phần n cộng 1. Và đến đây chúng ta thấy là ở dưới mẫu thì giống hệt nhau rồi. N là một số tự nhiên thế nên ta bỏ đi được. Đúng không? Và ta sẽ thu được là 3 mũ n cộng 1 bằng 243. Nhớ cho thầy là 243 thì được viết là bằng 3 mũ 5. Tức là chúng ta sẽ thu được ra được là n cộng 1 bằng 5. Tức là em tìm được n bằng 4. Như vậy chúng ta đã tìm được n. Được chưa nhỉ? Như vậy sau khi chúng ta tìm được n rồi thì cái bước đầu tiên của chúng ta là sao? em tìm xong n. Và nhớ là bài này người ta không yêu cầu tìm n đâu mà yêu cầu tìm hệ số cơ. Được chưa? Như vậy ta phải thay vào cái khai triển và ta thu được như sau. Em thay n bằng 4 và khai triển ban đầu. À, x thì bình phương cộng x trừ 2 mũ 4. Và khai triển này dễ dàng ta sẽ phân tích thành tích. Ta sẽ phân tích là x trừ 1 nhân x cộng 2 nó có mũ 4, tức là ta viết là bằng x trừ 1 mũ 4 nhân với x cộng 2 mũ như vậy em phân tích theo kiểu là mũ 4. À, sau khi em phân tích xong thì chúng ta nhớ cho thầy là đầu bài của người ta. Đây, đầu bài. Người ta yêu cầu là tìm hệ số của x mũ 6. Được chưa? Thế thì muốn tìm hệ số x mũ 6. Chúng ta xem. Để tìm hệ số của x mũ 6 trong anh này thì chúng ta thấy là ở đây cái mũ khai triển này nó chỉ là mũ 4 mà mũ 4 thì nó khi khai triển ra thì nó sẽ có 5 5 hạng tử. Chính vì thế mà để cho bài này nó dễ thì tốt nhất là em nên khai triển nó ra. Em hãy khai triển cả x 1 mũ 4 ra. Và em khai triển cả x cộng 2 mũ 4 ra. Bởi vì nó cũng có chỉ có 5 hạng tử thôi. Nó đơn giản. Thế nên em nên khai triển. Và trong trường này thì thầy mình sẽ khai triển như sau. Đây. Em khai triển là x 1 mũ 4 thì sẽ bằng này. À, C04 trừ đi. C14 nhân x gì? Cộng với C24 x mũ 2 trừ C34 x mũ 3 cộng C44 x mũ 4. Nhớ cho thầy ở đây là nó có dấu trừ, thế nên là chúng ta sẽ có là trừ cộng trừ cộng đa xe. Được chưa? À tiếp tục chúng ta có khai triển x cộng 2 mũ 4, chúng ta sẽ có này. À C04 cộng C14 2x cộng C24 2x tất cả mũ 2 tức là 4x mũ 2. Cộng với C34 2x tất cả mũ 3 tức là 8x mũ 3. Cộng C44 2x tất cả mũ 4 tức là 16x mũ 4. Đấy chứ như vậy chúng ta thấy chúng ta khai triển luôn cả hai ra Bởi vì trong trường này chúng ta thấy là cái mũ nó nhỏ Nên ta khai triển này nó sẽ không mất nhiều công sức Đúng chưa? À, thế thì sau khi mà ta khai triển xong này rồi Chúng ta sẽ phải truy cập đến cái địa chỉ ở đây đó là x mũ 6 Vậy thì làm nào để có x mũ 6? Thì x mũ 6 sẽ sinh ra từ những cái việc mà ta nhân những cái gì ra nhỉ? Từ cái việc ta nhân này X mũ 6 sẽ sinh ra từ việc ta nhân mũ 2 với mũ 4 Tức là cái hệ số này C24 sẽ nhân với C44 của 16. X mũ 4 nhân x mũ 2 thì sinh ra x mũ 6. Đúng chưa? Như vậy mũ 6 được kết hợp giữa cái mũ 2 với mũ 4. Một cách tương tự đó là kết hợp giữa mũ 3 với mũ 3. Và kết hợp giữa mũ 4 và mũ 7 đây? Mũ 2. Như vậy từ đó chúng ta nhân ra và chúng ta sẽ thuộc như sau. Hệ số của x mũ 6 đó là ở đây người ta yêu cầu hệ số nha. Mũ 4 nhân với mũ 2 sẽ là C24 nhân với C44 của 16. Ok chưa? Mũ 3 nhân với mũ 3 chúng ta thấy sẽ là trừ nhá, C34 nhân với C34 nhân với 8. Đúng chưa? Mũ 4 nhân với lại mũ 2 sẽ là C44 nhân với C24 4. Đúng chưa nhỉ? Đây chính là hệ số của x, x mũ 6. Và sau đó chúng ta sẽ tính ra, chúng ta rút rút gọn đi và chúng ta thu được kết quả cuối cùng sẽ bằng -8. Vậy thì hệ số của x mũ 6 trong khai triển này sẽ bằng Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung bài mới ngày hôm nay, xác suất. À, để làm việc với bài toán xác suất thì chúng ta sẽ có những cái kiến thức cơ bản như sau. À, trước hết là chúng ta sẽ xem xem phương pháp chung để tính một cái bài toán xác suất như thế nào. À, thế thì để tính một cái bài toán để giải quyết một cái bài toán xác suất thì cái bước đầu tiên người ta sẽ làm như sau này, là sẽ phải xác định số phần tử của không gian mẫu tức là chúng ta sẽ xem xem tất cả khả năng xảy ra sẽ là bao nhiêu và số phần tử của không gian mẫu thì thường ký, ký hiệu là n omega đúng không? Sau khi em tính được số phần tử không gian mẫu xong thì chúng ta sẽ đặt tên biến cố em đặt tên biến cố và chúng ta sẽ xác định được phần tử uh, của cái biến cố đó. Chẳng hạn như ở trong trường hợp này thì ta có thể đặt tên biến cố là các chữ uh, cái như A, B, C, X, X, Z thì đó đúng không? Và cái bước tiếp theo là sẽ là xác định số phần tử của biến cố hay người ta còn gọi là số kết quả thuận lợi của cái biến cố này được chưa? À, sau khi mà em tính được cái số phần tử của biến cố rồi thì chúng ta sẽ tìm cái tỷ số giữa NA và n omega. Tỷ số giữa NA và n omega thì đó chính là xác suất xảy ra cái biến cố A. Được chưa? Như vậy để tính cái xác suất à, thì chúng ta sẽ lưu ý này, bước 1 chúng ta sẽ phải tìm n omega, tức là em tìm số phần tử không gian mẫu. Bước 2 chúng ta đặt tên biến cố ra và chúng ta đi tìm NA À, sau khi em tìm được NA và N omega rồi thì cái tỷ số NA chia cho N omega à, chính là cái xác suất xảy ra biến cố. À. Được chưa? Đấy. À, chúng ta có một vài chú ý như sau. Đó là trong à, các bài toán thì chúng ta có thể sử dụng các biến cố đối để có thể giải được. À, bởi vì chúng ta thấy là nếu trong bài toán mà chúng ta tính trực tiếp ý, thì nó có rất nhiều trường hợp thì chúng ta tính gián tiếp tức là chúng ta sử dụng biến cố đối ý, thì đôi khi nó sẽ rất là đơn giản. Đúng chưa? Và chúng ta lưu ý đó là À, nếu như thầy cho em biến cố A thì cái biến cố mà không xảy ra A người ta gọi là biến cố đối của biến cố A và ký hiệu là A ngang và chúng ta sẽ có cái mối quan hệ giữa A và A ngang như sau đó là PA cộng với PA ngang bằng 1 điều này có nghĩa là PA sẽ bằng 1 trừ đi PA ngang được chưa và có một chú ý nữa đó là à, trong nhiều trường hợp thì những cái bài toán mà bị phân chia ra làm quá nhiều trường hợp thì nếu như em không sử dụng biến cố đối thì em có thể lập cái bảng để phân chia các trường hợp và đôi khi cái việc lập bảng này sẽ giúp ta tránh được cái việc mà ta bị bỏ sót trường hợp. Được chưa nhỉ? Đây là hai cái chú ý cơ bản để trong cái quá trình mà chúng ta giải quyết cái bài toán xác suất. À, bây giờ chúng ta sẽ vào cái bài toán xác suất đầu tiên, đó là xác suất và bài toán chọn thông thường. À thế chúng ta phải ghi nhớ cho thầy một vài cái chú ý về cái bài toán toán chọn thông thường như sau, đó là nếu như thầy cho em một tập hợp mà có n phần tử. Ở đây n lớn bằng 1 và n là các số tự nhiên. Và bây giờ thì thầy sẽ chọn k phần tử trong n phần tử này. k cũng là số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng n. Và chúng ta sẽ có các trường hợp như sau. Trường đầu tiên, nếu ta chọn ra bất kỳ, tức là em chọn k phần tử trong số n phần tử bất kỳ thì số cách chọn ở đây sẽ là sử dụng tổ hợp chập k của n, Ckn. Được chưa? trường thứ hai đó là nếu chọn mà có thứ tự thì số cách chọn ở đây sẽ là akn. Tức là lưu ý là không có thứ tự thì sẽ dùng CKN và có thứ tự thì sẽ dùng AKN. Và trong trường hợp mà K bằng N và cũng có thứ tự thì số cách chọn đây sẽ là hoán vị, tức là PN sẽ bằng N giải thưởng. Được chưa? Như vậy khi bài, uh, giải quyết bài toán chọn này chúng ta sẽ lưu ý là à, nếu em chọn K phần tử trong tập hợp N phần tử thì lưu ý là có thứ tự thì sẽ sử dụng chỉnh hợp hoặc hoán vị mà không có thứ tự thì sẽ sử dụng tổ hợp. Được chưa? Đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ vào ví dụ đầu tiên của phần này. Ví dụ, từ một hộp chứa 16 thẻ được đánh số từ 1 cho tới 16 và chọn ngẫu nhiên 4 thẻ. Tính xác suất để 4 thẻ được chọn đều được đánh số chẵn. Bước 1 sẽ phải xác định số phần tử của không gian mẫu. Mà muốn xác định số phần tử của không gian mẫu, chúng ta xem tổng số cách chọn đây là gì. Chúng ta có 16 thẻ. Chúng ta chọn ra mấy thẻ? 4 thẻ. Có 16 thẻ, chọn ra 4 thẻ. Thì số cách chọn ở đây sẽ là C4 của 16. Bởi vì ở đây không hề có thứ tự. Được chưa? Em chọn cả 4 thẻ trong tổng số 16 thẻ, chọn 4 trong 16. Số cách chọn sẽ là C4 của 16. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ xem như sau. Bước 1 đó là không gian mẫu. Số phần tử của không gian mẫu chính là số cách chọn 4 thẻ bất kỳ trong 16 thẻ. Và từ đó chúng ta tìm được không gian mẫu N omega bằng C4 của 16 và tính ra bằng 1820. Như vậy đầu tiên không gian mẫu chúng ta hiểu chưa nhỉ? Không gian mẫu ở đây chính là tổng số cách chọn chọn 4 trong 16, C4 của 16. À sau đó thì người ta hỏi gì? Người ta hỏi rằng là bốn thẻ được chọn này đều được đánh số chẵn. Vậy thì ta đặt tên biến cố nhé. Em gọi A là biến cố chọn được bốn thẻ đánh số chẵn. À bây giờ chúng ta sẽ xem xem là các kết quả thuận lợi xảy ra à, cho A là gì. Thì chúng ta để ý cho thầy nhé. Từ 1 cho đến 16 các số từ 1 cho đến 16 thì sẽ có 8 thẻ mang số chẵn và 8 thẻ mang số lẻ. À, vậy thì chúng ta thấy là ở đây em chọn 4 thẻ mà 4 này đều mang số gì? Số chẵn. Như vậy chúng ta sẽ chọn 4 thẻ trong tổng số 8 thẻ mang số gì? Số chẵn. Vậy thì từ đó chúng ta sẽ tìm được đó là Đây. Trong 16 thẻ thì có 8 thẻ chẵn. Vậy thì số cách chọn 4 thẻ trong 8 thẻ chắn sẽ là C4 của 8 và chúng ta tính được là bằng 70. Từ đó thì chúng ta tìm được NA bằng 70. À, và sau khi em có NA rồi, em có N omega rồi, có NA, có N omega thì cái tỷ số NA chia N omega ta thu được là 1 phần 26 và tỷ số này chính là xác suất xảy ra biến cố A. Đúng chưa? Như vậy chúng ta thấy đây là bài tập cực kỳ dễ. Đúng không nhỉ? Và thầy Minh đã trình bày bài này theo đúng chuẩn đó là bước 1 phải tìm số phần tử của không gian mẫu. Bước 2 đặt tên biến cố và tìm được cái số kết quả thuận lợi trên biến cố này. Và bước thứ ba lập tỉ số NA trên N omega. Cái tỉ số này chính là cái xác suất để xảy ra cái sự kiện A. Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ tiếp theo nhé. Để kiểm tra chất lượng sản phẩm từ một công ty sữa, người ta đã gửi đến bộ phận kiểm nghiệm 5 hộp sữa cam, 4 hộp sữa dâu và 3 hộp sữa nho. Bộ phận kiểm nghiệm chọn ngẫu nhiên 3 hộp sữa để phân tích mẫu và tính xác suất để 3 cái hộp sữa được chọn có cả 3 loại. À, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem là chúng ta sẽ xem không gian mẫu omega là gì. chúng ta thấy là omega ở đây chính là chọn mấy số à, chọn mấy hộp nhỉ? 3 hộp sữa trong tổng số này 5 4 3. Như vậy là tâm trong tổng số 12 hộp. Như vậy không gian mẫu ở đây sẽ là C3 của 12. Tổng số cách chọn mà. Được chưa? À, sau khi mà em nói được cái tổng số cách chọn rồi, chúng ta sẽ xem là làm thế nào để có cả ba loại. Thì muốn có, có cả cả ba loại trong trường này thì chúng ta thấy là chọn ba hộp sữa mà đủ cả ba loại, tức là có một hộp sẽ phải là hộp sữa cam, một hộp sẽ là sữa dâu và một hộp sẽ là sữa gì? Sữa nho. Đúng chưa? Như vậy em chọn một hộp cam, một hộp dâu, một hộp nho. Thế là chúng ta sẽ tìm được ngay. Được chưa? Như vậy từ cái phân tích đó thì thầy Minh sẽ trình bày lời giải chi tiết như sau. Chúng ta có không gian mẫu omega sẽ là C3 của 12 bởi vì tổng số là 5 cộng 4 cộng 3 là bằng 12. C3 của 12 kết quả bằng 220. À, sau đó chúng ta đặt tên biến cố nhé. Gọi A là biến cố, ba hộp sữa được chọn có cả ba loại. Ba loại ở đây tức là ba loại gồm cả sữa cam, sữa dâu và sữa nho. Và muốn có cam thì chúng ta thấy là phải chọn một hộp sữa cam trong tổng số 5 hộp. Chọn một trong 5 Số cách chọn sẽ là C15. Đúng chưa? Tiếp tục này, chọn một hộp sữa dâu trong tổng số 4 hộp sẽ là C1 của 4. Và chọn một hộp sữa nho trong tổng số 3 hộp sẽ là C1 của 3. Đúng chưa? Như vậy chúng ta sẽ có đủ cả 3 loại, có cả cam, cả dâu và cả nho và chúng ta sẽ thi ra như sau. NA sẽ bằng này. Bước 1 C15, bước 2 C14, bước 3 là C13 do các bước nên chúng ta phải áp dụng quy tắc nhân chúng ta nhân lại C15, C14, C13 à, chúng ta lấy tích lại kết quả bằng 60 và 60 chính là NA à, sau khi em tính được NA rồi thì chúng ta sẽ thấy là xác suất của A sẽ bằng là NA trên N omega và ta sẽ thu được như sau PA bằng NA trên N omega bằng 60 phần 220 và kết quả cuối cùng là bằng 3 phần 11 em hiểu bài này chưa như vậy nó cũng rất là dễ mặc dù nó được chia ra làm đây chọn 3 bước chọn chọn một hộp sữa cam, một hộp sữa dâu và một hộp sữa nhỏ. Được chưa? À, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang ví dụ tiếp theo nhé. À, thầy giáo có 20 câu hỏi à, về nhà chuẩn bị kiểm tra. Tức là thầy giáo ở đây có 20 câu hỏi à, để chuẩn bị kiểm tra. À, nhưng vì lười biếng nên bạn Anh chỉ học được 14 câu. Và à, hôm sau thầy giáo chọn ngẫu nhiên 10 câu hỏi trong tổng số 20 câu đó để ra đề kiểm tra. Và ở đây mỗi câu được một điểm. Uh, người ta hỏi chúng ta như sau này điểm thấp nhất của bạn anh đạt được là mấy điểm và thứ hai đó là tính xác suất để bạn anh đạt được điểm 8 như vậy chúng ta thấy bài này là thầy giáo cho bạn anh 20 câu hỏi về nhà học đúng không nhưng bạn chỉ học được 14 câu thôi có nghĩa là 6 câu bạn không thuộc bạn không học đúng chưa đấy tiếp tục là là ngày hôm sau thì thầy chọn là chọn 10 câu hỏi trong tổng số 20 câu để kiểm tra và uh, lưu ý là 10 câu hỏi này thì mỗi câu được một điểm và với cái việc mà bạn anh chỉ học được 14 câu thôi thì hỏi rằng là bạn anh đạt điểm thấp nhất là mấy điểm? Và cái thứ hai là chúng ta sẽ xem là tính xác suất để sao cho mà à, nếu thầy giáo thầy giáo chọn ngẫu nhiên 10 câu để kiểm tra thì bạn anh sẽ được uh, điểm 8 với xác suất là bao nhiêu? À, em có hiểu cái nội dung của bài này chưa? Đấy bây giờ chúng ta xem nhé Nào, bây giờ hãy xem bạn anh đạt điểm thấp nhất là mấy điểm? Theo là là mấy? Bạn sẽ đạt điểm thấp nhất nếu như bạn bốc được 10 câu hỏi mà trong đó có cả mấy câu có cả 6 câu bạn không thuộc thì bạn sẽ đạt điểm thấp nhất. Được chưa? Như vậy là bạn bốc được 10 câu hỏi mà 6 câu bạn không thuộc và bạn chỉ làm được 4 câu thôi. Trong đó có 4 câu bởi vì ở đây có 10 câu đúng không? Đấy, như vậy có 6 câu bạn không thuộc và uh, 4 câu bạn thuộc mà bạn sẽ có nghĩa điều này có nghĩa là bạn sẽ chỉ làm được 4 câu mà làm được 4 câu thì có nghĩa là bạn được 4 điểm bởi vì ở đây sẽ là gì đây? Mỗi một câu sẽ được một điểm. Vậy thì đáp số ở phần A sẽ là mấy điểm nhỉ? À bạn sẽ đạt được mấy điểm thấp nhất ở đây? Đó chính là 4 điểm và chúng ta sẽ có như sau. Được chưa? Như vậy điểm thấp nhất của bạn anh đạt được sẽ là 4 điểm. Ở trong trường này bạn rất là là, là đen nhé là bạn đã bốc được cả 6 câu mà không thuộc. Đúng chưa? Đây là phần A. Bây giờ chúng ta sẽ phần B. À, tính xác suất để bạn này được 8 điểm. Thế thì Chúng ta xem để xác suất để bạn này được 8 điểm thì chúng ta phải tính theo các bước. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem xem không gian mẫu có bao nhiêu phần tử. Sau khi em tìm được không gian mẫu có bao nhiêu phần tử rồi thì chúng ta sẽ đặt tên biến cố này và chúng ta tìm được cái à, cái số kết quả xảy ra thuận lợi cho cái biến cố đó. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ xem. Số phần tử của không gian mẫu ở trong trường phần B đó là n omega sẽ là C10 của 20. Bởi vì thầy chọn 10 câu trong tổng số 20 câu sẽ là C10 của 20. Đúng chưa? Sau đó chúng ta đặt tên biến cố. Gọi A là biến cố, bạn anh được 8 điểm. Muốn cho bạn anh được 8 điểm thì chúng ta xem xem là có những trường hợp nào xảy ra. Trường 1 đó là Muốn bạn này được 8 điểm thì trường 1 đó là gì nhỉ? Bạn bốc được 10 câu hỏi, bạn có 10 câu hỏi và 10 câu này có 8 câu bạn ấy thuộc. Ở đây rõ ràng là bởi vì muốn được 8 điểm thì chúng ta thấy là mỗi một câu mà thời gian là chỉ được một điểm thôi. Mà bạn muốn được 8 điểm thì bạn phải đúng 8 câu. Đúng không? Nhưng tổng số các câu mà thầy ra tận 10 câu cơ. Như vậy bạn chỉ đúng 8 câu và bạn không đúng 2 câu. Điều này có nghĩa là muốn được 8 điểm thì bạn anh sẽ phải chọn được học được 8 câu trong tổng số 14 câu bạn đã học thuộc. Và hai câu còn lại sẽ nằm trong 6 câu mà bạn ấy không học thuộc. Bởi vì tổng số là 20 câu, bạn thuộc 14, bạn không thuộc 6 câu. Muốn được 8 điểm thì sẽ phải là 8 câu trong 14 là thuộc và 2 câu không thuộc trong tổng số 6. Như vậy chúng ta sẽ thu được như sau. Khi đó 10 câu hỏi sẽ phải có 8 câu bạn anh đã học và 2 câu bạn chưa học. Và bây giờ để chọn 8 câu trong tổng số 14 thì số cách chọn sẽ là C8 của 14. Và lưu ý đó là 2 câu chưa học tức là bạn ấy học chưa học 6 câu sẽ là C2 của gì? 6 và chúng ta sẽ thu được như sau. C8 của 14, tức là chọn 8 câu thuộc trong tổng số 14 nhân với C2 của 6, tức là chọn 2 câu không thuộc trong tổng số 6 câu không thuộc. Được chưa? Và chúng ta sẽ suy ra được là uh, PA bằng NA chia cho N omega và bằng. Kết quả ta sẽ tính được là bằng 315 phần 1292 và em có thể tính xấp xỉ nó sẽ bằng 0.24. Được chưa? Như vậy cái xác suất mà bạn ấy là được 8 điểm sẽ là 24%. Ngày mùng 1 tháng 7, ngày trọng đại của các sĩ tử. Ngày mùng 1 tháng 7, ngày kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ bắt đầu. Các thí sinh hãy chinh phục kỳ thi với VTV7. Các em hãy sẵn sàng để hệ thống lại kiến thức. Sẵn sàng ý quyết định tương lai cao. Hãy cùng chinh phục kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Với các thầy cô giáo uy tín và có nhiều năm ôn thi đại học các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, hóa học và sinh học. 16 giờ và 21 giờ tất cả các ngày trong tuần. Hãy truy cập Facebook và website của chương trình để làm bài tập trắc nghiệm và tương tác trực tiếp với các thầy cô giáo. VTV7 cùng bạn chinh phục kỳ thi. Ví dụ tiếp theo, một hộp đựng 11 viên bi được đánh số từ 1 tới 11 và lấy ngẫu nhiên 4 bi, sau đó cộng lại các số trên bi với nhau. Thế thì khi đó yêu cầu là như sau này, à, tính xác suất để kết quả thu được là một số lẻ. Tức là yêu cầu của bài toán này là một hộp này chứa một một viên bi và mỗi một viên bi thì được đánh số, đúng không? Và chúng ta sẽ đánh số từ 1 cho tới 11. À sau đó thì chúng ta sẽ làm này, chúng ta lấy ngẫu nhiên 4 bi từ cái tập này. Em lấy 4 bi từ tập này và chúng ta sẽ làm như sau. Sau khi em lấy 4 bi rồi em cộng tất cả các số trên 4 bi lại với nhau. Và đòi hỏi ở đây đó là à, tính xác suất để cái kết quả của cái tổng này thu được là một số lẻ em có hiểu cái, cái cái, câu hỏi của bài này chưa như vậy chúng ta chúng ta chúng ta sẽ phân tích qua nhá và chúng ta thấy này đầu tiên không gian mẫu sẽ là chọn 4 bi trong tổng số 11 bi như vậy không gian mẫu sẽ là C4 của 11 được chưa à, bây giờ chúng ta xem tiếp là làm nào để tổng được tổng của cả 40 bi này là một số lẻ thì chúng ta lưu ý cho thầy là À, muốn tổng trở thành một số lẻ thì chúng ta thấy là nhớ cho thầy là số chẵn cộng số chẵn thì ra số chẵn số lẻ cộng số lẻ cũng ra số chẵn đúng không như vậy muốn tính tổng thì chúng ta lưu ý là tổng của hai cái số muốn là một số lẻ thì một số phải là số lẻ và một số sẽ phải là số gì số chẵn đúng chưa và từ cái việc phân tích là tổng hai số chúng ta sẽ suy ra được việc phân tích là tổng của bốn số và chúng ta sẽ chia ra là các trường hợp như sau từ phân tích đó thì chúng ta sẽ có lời giải chi tiết như sau. Đầu tiên chúng ta lấy 4 viên bi trong tổng số 11 viên. Thì không gian mẫu ở đây sẽ là C4 của 11 và kết quả bằng 330. Được chưa? Chọn 4 trong tổng số 11, C4 của 11. À sau đó thì chúng ta xem là số các viên bi đánh số lẻ là 6 và số các viên bi đánh số chẵn ở đây là 5, bởi vì chúng ta thấy là tổng số ở đây là có 11 viên và được đánh số từ 1 cho tới 11. Thì các số từ 1 cho tới 11 thì sẽ có 6 số lẻ và sẽ có 5 số chẵn. Được chưa? Ở đây chúng ta sẽ phải chọn ra 4 viên bi và chúng ta sẽ chia làm các trường như sau. Em đặt A là biến cố lấy ra được 4 bi mà có tổng là một số lẻ. Và chúng ta có này. Trường 1 là trong 4 viên bi lấy ra có 1 viên bi lẻ và 3 viên bi chẵn. À, thì trường hợp này chúng ta thấy là rõ ràng là 3 viên bi chẵn thì tổng sẽ là một số chẵn. Một số chẵn cộng với một số lẻ thì sẽ ra một số gì đây? Số lẻ. Được chưa? Như vậy trường đầu tiên rất hợp lý đó là một viên bi lẻ còn ba viên bi còn lại là chẵn. Chọn một viên bi lẻ trong tổng số 6 viên sẽ là C1 của 6. Chọn ba bi chẵn trong tổng số 5 viên sẽ là C3 của 5. Các bước nên phải nhân và kết quả ở đây sẽ là 60 cách. Như vậy trường 1 đó là một bi lẻ, ba bi chẵn sẽ có cả thời 60 cái. Trường số 2 là có 3 viên bi lẻ và 1 viên bi chẵn. Chúng ta thấy là 3 viên bi lẻ thì 3 số lẻ cộng lại, số lẻ cộng với số lẻ thì ra số chẵn. Vậy thì 3 số lẻ cộng lại sẽ là ra một số lẻ. Đúng không? Ba số lẻ cộng lại ra một số lẻ và một viên bi cuối cùng là số chẵn thì ta thấy là số lẻ cộng một số chẵn cũng ra một số gì? Số lẻ. Như vậy trường hợp này là hợp lý, đúng không? 3 viên bi lẻ và 1 viên bi chẵn. Và chúng ta có chọn 3 vi lẻ trong tổng số 6 bi sẽ là C3 của 6. Chọn 1 bi chẵn trong tổng số 5 bi sẽ là C1 của 5. Công việc tiến hành theo các bước em phải nhân. Như vậy trường hợp này ta thu được 100 cách. Đúng chưa? Đấy. Và chúng ta có hai trường hợp này thôi, thế nên là chúng ta sẽ phải cộng lại trường hợp chúng ta phải cộng mà. Đúng không? Chúng ta sẽ lấy 60 cộng với 100 và kết quả sẽ bằng 160. Và sau khi em tìm được 160 thì dễ dàng chúng ta tính được xác suất xảy ra biến cố này. PA sẽ bằng 160 chia cho 330 và kết quả cuối cùng thu được là bằng 16 phần 33. Được chưa? Đấy. Chúng ta đã hiểu bài này chưa? Chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ tiếp theo nhé. Ví dụ tiếp theo. Một hộp chứa 12 viên bi kích thước như nhau. Trong đó có 5 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 cho đến 5. 4 viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 cho đến 4 và 3 viên bi màu vàng được đánh số từ 1 cho đến 3. Yêu cầu là lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp và tính xác suất để hai viên bi được lấy vừa khác màu vừa khác số. Bài này thì phức tạp hơn rồi. Đúng không? Thế thì ta tưởng tượng là đây là hộp này có 12 viên bi. Đúng chưa? Ở đây chúng ta xem nhé, 12 viên bi và lấy ra 2 viên bi. Như vậy chúng ta chúng ta xác định được ngay cái không gian mẫu sẽ là C2 của 12. Không gian mẫu thì có như là sau. Được chưa? Bây giờ chúng ta phải để ý cho thầy xem là khác màu và khác số. Lưu ý ở đây là chúng ta có 5 viên bi màu xanh đánh số từ 1 tới 5. Chúng ta có 4 viên bi màu đỏ đánh số từ 1 đến 4 và 3 viên bi màu vàng đánh số từ 1 đến 3. Bây giờ đòi hỏi là vừa khác màu mà lại vừa khác số. Vậy thì chúng ta thử xem xem có bao nhiêu trường hợp. Rồi, bây giờ thầy sẽ uh, phân tích uh, thông qua một cái hình vẽ như thế này. Đầu tiên là chúng ta sẽ có 5 viên bi màu xanh đúng không? Chúng ta có này. 1 2 3 4 5. Ở đây tổng số là 5 viên bi màu xanh. Đấy, màu xanh, màu xanh. Tiếp tục này, chúng ta sẽ có 4 viên bi màu đỏ. À, xin lỗi em nhé, thầy viết luôn các số này. 1, 2, 3, 4 này. Đây là 5 này. Đúng chưa? Chúng ta sẽ có 4 viên bi màu đỏ. 1, 2, 3, 4. Đây là 4 viên bi màu đỏ. À, và cũng đánh số từ 1 cho đến 4. Tiếp tục chúng ta sẽ có 30 viên bi màu vàng. 1, 2, 3 đây là 3 bi màu vàng. À, và bây giờ chúng ta sẽ xem xem là à, chúng ta sẽ chỉ chọn 2 bi thôi. Từ đây em chỉ chọn ra hai bi này, đúng không? Em chọn 2 bi. Và đòi hỏi ở đây sẽ là gì? Vừa khác màu và lại vừa khác số. À, vừa khác màu vừa khác số chúng ta xem này. Đầu tiên là nếu khác màu thì chúng ta sẽ thấy là sẽ có các trường phía sau. Trường đầu tiên là màu xanh, màu đỏ là khác màu. Đúng chưa? Trường thứ hai đó là màu xanh, màu vàng. Trường thứ ba đó là màu đỏ, màu vàng. Như vậy chúng ta sẽ phân chia làm ba trường hợp. Theo màu, màu xanh đỏ này, màu xanh vàng này và màu đỏ vàng. Ví dụ như thầy sẽ thử phân tích một trường hợp nhé. Chúng ta xem, nếu như chúng ta chọn hai viên bi và có màu xanh, màu đỏ, tức là chúng ta sẽ chọn một viên bi màu xanh và một viên bi màu đỏ thì nó sẽ khác màu. Bây giờ đòi hỏi khác số, ví dụ như là chọn màu xanh trước này. Chọn màu xanh thì sẽ có 5 cách chọn. Sau khi em chọn bi màu xanh rồi, thì chúng ta lưu ý nhé. Nếu chúng ta chọn bi màu xanh là, là số 1 chẳng hạn, thì khi đó bi màu đỏ sẽ chỉ có 3 cách chọn thôi. Bởi vì đòi hỏi khác số và khác màu. Đúng chưa? Nhưng nếu chúng ta chọn bi màu xanh là số 5, thì cái bi màu đỏ ở đây sẽ phải có tận mấy cách chọn đây? Có tận 4 cách chọn. Được chưa? Như vậy ở đây chúng ta sẽ lưu ý cho thầy nhá, là muốn có viên bi màu xanh và viên bi màu đỏ thì nếu em chọn màu xanh trước thì cái số cách chọn đây nó bị lệch. Thế nên ấy thì ta nên chọn màu đỏ trước. Và ta chọn trước là một viên bi màu đỏ. Ta chọn một viên bi màu đỏ thì chúng ta sẽ có bốn cách chọn này. Sau khi chọn một viên bi màu đỏ rồi thì chúng ta sẽ đi chọn một viên bi màu xanh. Và chúng ta chọn viên bi màu xanh ở đây chúng ta sẽ phải à, chỉ còn lại là mấy cách nhỉ? Chỉ còn lại bốn cách. Như vậy trường hợp đầu tiên đó là xanh đỏ là 4 x 4 thì kết quả bằng bao nhiêu? 16. Và các trường hợp còn lại thì hoàn toàn tương tự. Với các trường hợp là xanh vàng này, trường hợp đỏ vàng cũng như thế. Và lưu ý là ta chọn cái số viên bi ít ta nên chọn trước. Được chưa? Thế từ phân tích đó thì thầy Minh sẽ trình bày lời giải nhé. À, đầu tiên là chúng ta xem là số cách lấy ra hai viên bi từ hộp là ở tổng số ở đây là 12 viên bi mà lấy ra hai sẽ là C2 của 12, tức là bằng 66. Đầu tiên là chúng ta chọn hai viên bi, một màu xanh và một màu đỏ. Một màu xanh và một màu đỏ. Thì dù một màu xanh một màu đỏ thì ta nên chọn màu đỏ trước. Em chọn trước một viên pin màu đỏ. Em chọn viên pin màu đỏ thì sẽ có 4 cách chọn bởi vì có bốn viên mà. Sau khi em chọn viên pin màu đỏ rồi thì chúng ta sẽ phải đi chọn viên pin màu xanh. Và nhớ là khác số. Do khác số thế nên là chúng ta sẽ chỉ có 4 cách chọn viên pin màu xanh mà thôi. Như vậy là các bước ở đây sẽ là trường bước 1 là 4, bước 2 là 4 và ta phải nhân lại kết quả bằng 16. Được chưa? Và nhớ chỗ này là chúng ta chọn cái số viên bi ít ta chọn trước. Được chưa? Thì nó dễ hiểu hơn. Trường thứ hai đó là à, em sẽ chọn một viên bi màu xanh và một vàng. Như vậy xanh đỏ xong rồi bây giờ là xanh vàng đúng không? Xanh vàng thì chúng ta nên chọn vàng trước này. Em chọn một viên bi vàng trong tổng số 3 viên bi vàng sẽ là C1 của 3 tức là bằng 3. Sau khi em chọn bi vàng xong thì chúng ta sẽ đi chọn bi xanh. Nhưng lưu ý ở đây là khác số, thế nên là bi xanh sẽ có 4 cách chọn. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ có đây. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là nó là theo các bước chúng ta phải nhân lại thôi. Kết quả bằng 3 nhân 4 và bằng 12. Được chưa nhỉ? Như vậy trường thứ hai là xong. Trường thứ ba còn lại đó là đây. Đỏ vàng. À, đỏ vàng thì chúng ta lưu ý này là một viên bi màu đỏ và một viên bi màu vàng. Một đỏ một vàng thì ta nên chọn vàng trước bởi vì vàng số bi ít hơn. Và chúng ta thấy là bước 1 em chọn một viên bi vàng trong tổng số 3 viên bi vàng sẽ có 3 cách chọn. Sau khi em chọn bi vàng xong Thì chúng ta sẽ đi chọn bi đỏ Và nhớ là ở đây nó khác số Thế nên số cách chọn bi đỏ ở đây sẽ là bao nhiêu? 3 Như vậy cái trường hợp này sẽ là 3 x 3 và kết quả bằng gì? 9 Và nó chỉ có 3 trường hợp thì thôi bởi vì nó là hỏi khác màu mà Đúng chưa? Như vậy trường hợp 1, trường hợp 2, trường hợp 3 Các trường hợp thì ta phải cộng lại thôi Và chúng ta sẽ thu được như sau Cách lấy ra hai viên bi từ hộp vừa khác màu và vừa khác số sẽ là 16 cộng 12 cộng 9 và kết quả bằng 37. Đấy. Và xác suất cần tính ở đây sẽ là 37 phần 66. Được chưa nhỉ? Đây là những phân tích của thầy Minh thôi, còn việc trình bày mà chính xác chi tiết thì uh, chúng ta sẽ trình bày theo những ví dụ trước của thần mà thầy vừa nói. Đó là em đặt tên uh, em viết cái không gian mẫu omega này, sau đó em đặt tên biến cố và chúng ta sẽ tính ra. Được chưa nhỉ? Em đã hiểu bài này chưa? vậy bài này nó phức tạp hơn so với bài khác một chút thôi. Và để cho dễ hiểu thì tốt nhất là chúng ta hãy nhát ra ngoài như thế này. À, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo bài toán con xúc xác. À, bây giờ chúng ta xem là nếu như chúng ta gieo hai con xúc xác độc lập nhau thì không gian mẫu sẽ như thế nào? À, thì, thì thầy có thể mô tả như sau là không gian mẫu omega sẽ bằng à, các bộ xy mà xy chạy từ 1 đến 6. Bởi vì chúng ta biết là con xúc xác thì nó có 6 mặt đúng không? Mỗi mặt sẽ đánh số chấm, các số chấm này là từ 1 cho tới 6. Như vậy ở đây là xy là số chấm và xy ở đây chạy từ 1 cho tới 6. À, vậy thì không gian mẫu này sẽ có bao nhiêu phần tử? Em lưu ý là chọn X thì sẽ có khả, có 6 khả năng đúng không? Em chọn Y cũng sẽ có 6 khả năng. Như vậy 6 x 6 sẽ bằng 36. Như vậy, gieo hai con số sắc độc lập nhau thì không gian mẫu N omega sẽ bằng 36. À, đối với bài toán mà gieo con xúc sắc mà ba con mà độc lập nhau thì không gian mẫu omega sẽ được mô tả đó là các bộ x, y, z mà sao cho x, y, z ở đây lớn hơn bằng 1 nhỏ bằng 6, tức là chạy từ 1 tới 6 đấy. Và tương tự thế là nếu như em chọn x thì sẽ có 6 khả năng Chọn y có 6 và chọn z có 6 Kết quả là bằng 6 x 6 x 6 và bằng 216 Như vậy lưu ý nhé Trong trường hợp mà gieo hai con xúc sắc độc lập nhau Không gian mẫu sẽ là 36 Còn gieo ba con xúc sắc độc lập Không gian mẫu sẽ là 216 cô ở trên lớp cái thứ hai đó là hãy tìm niềm vui trong việc học Tự nghĩ là tất cả những bạn mà đạt điểm cao trong khối tự nhiên thì đều có một niềm vui sướng khi giải được một bài toán khó thì những cái thành quả quả nho nhỏ như thế sẽ đem đến niềm vui cho bạn và làm động lực cho bạn để tiếp liệt kê những công thức trọng tâm hoặc là những kiến thức cần thiết vào một cuốn số gọi như là tấm nang ấy và khi đó thì khi nào mình quên thì mình có thể dỡ ra ngay lập tức và xem lại nó tập trung làm bài tập nhiều và kết hợp với việc học lại lý thuyết ở trong sách giáo khoa trong cái thời gian ôn thi thì nhất là trong tháng cuối cùng thì quá trình làm bài tập là cái quá trình có thể cải thiện điểm nhiều nhất ạ à, xem một con xúc sắc cân đối đồng chất, chất hai lần gieo con xúc sắc cân đối đồng chất hai lần Tính xác suất để tổng hai mặt xuất hiện là bằng 8. B là tích hai mặt xuất hiện là số chẵn. Bây giờ chúng ta xem là ở đây là gieo có một con, con xúc sắc cân đối đồng chất hai lần thì thực ra nó cũng giống như việc mà gieo hai con xúc sắc mà độc lập nhau thôi. Đúng không? Không gian mẫu trong trường này chúng ta hoàn toàn có thể mô tả chính là cơ bộ xy mà xy ở đây chạy từ 1 cho tới 6 và không gian mẫu chúng ta sẽ tính được là có 36 khả năng. Được chưa? À, sau đó thì chúng ta xem này, tổng của hai mặt xuất hiện là bằng 8 tổng mà bằng 8 thì chúng ta lưu ý ở đây tức là uh, chúng ta sẽ xem là x cộng y ở đây sẽ phải bằng 8 đúng không? Và chúng ta sẽ liệt kê ra thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xem lời giải chi tiết nhé. Omega sẽ bằng cấp bộ xy mà xy ở đây lớn hơn bằng 1 nhỏ bằng 6 chạy từ 1 đến 6. Và uh, chúng ta sẽ thấy không gian mẫu ở đây sẽ có 36 khả năng. Uh, bây giờ chúng ta sẽ vào phần A. Ở uh, tổng chấm à, uh, tổng hai mặt xuất hiện ở đây là bằng 8. Tổng hai mặt xuất hiện ở đây là bằng 8 thì chúng ta sẽ có là x thì cộng y sẽ phải bằng 8. Đây này, x cộng y phải bằng 8. Mà x y của chúng ta là chạy từ 1 cho đến 6, như vậy em hoàn toàn thể liệt kê ra. Đúng chưa? Tổng bằng 8, chúng ta sẽ có 2 cộng 6 này bằng 8. Như vậy ta có bộ 26 và 62. Chúng ta có 3 cộng 5 cũng bằng 8. Như vậy ta có bộ 35 và 53. Và ngoài ra chúng ta có bộ 44. 4. Đúng chưa? Như vậy bằng cái việc liệt kê chúng ta sẽ tìm được A có 1 2 3 4 5 khả năng. Như vậy NA sẽ bằng 5 và chúng ta sẽ tính được ngay xác suất. Vậy PA trong trường này sẽ bằng NA chia N omega, tức là bằng 5 phần 36. Được chưa? Như vậy bài đầu tiên chúng ta thấy là rất là đơn giản thôi. À, chúng ta có uh, bằng cách là chúng ta liệt kê ra, chúng ta sẽ tìm được cái số khả năng xảy ra là tổng hai mặt xuất hiện là bằng 8. Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần B nhé. Người ta yêu cầu em là tích hai mặt xuất hiện là một số chẵn. À, chúng ta đều biết là tích hai mặt xuất hiện để là số chẵn thì số chẵn nó có rất nhiều trường hợp, ví dụ nhà uh, số chẵn nhân số chẵn thì vẫn là ra số chẵn. Số chẵn nhân với một số lẻ cũng ra số chẵn và số lẻ nhân với một số chẵn thì cũng ra số chẵn. À, thế thì khi mà chúng ta thấy là tích là một số chẵn thì nó có rất nhiều trường hợp. Mà tích là một số lẻ thì ta thấy nó chỉ có một trường hợp thôi. Tích của hai số trở thành một số lẻ khi cả hai số đó bắt buộc phải là số lẻ. Được chưa? Điều này có nghĩa là thế này này, là x nhân y ở đây muốn là một số lẻ thì nó có ít trường hợp hơn so với việc mà chúng ta tính là x nhân y ở đây là một số chẵn. Chính vì thế mà từ những phân tích đó thì nó gợi ý cho chúng ta việc là chúng ta nên sử dụng biến cố đối ở đây. chúng ta có như sau. Đây. Tích hai mặt xuất hiện là một số lẻ, chính là biến cố đối B ngang. À, chúng ta có B là tích hai mặt xuất hiện là số sẵn thì B ngang sẽ là tích hai mặt xuất hiện là số lẻ. Và tích hai mặt xuất hiện là số lẻ thì thực ra là có rất nhiều cách để đếm tích hai mặt là số lẻ. Cách một là em có thể hoàn toàn liệt kê ra. Được chưa? Cách hai đơn giản thế này này. À, chúng ta thấy là x nhân y là một số lẻ x nhân y là một số lẻ nếu như đồng thời cả x và y đều phải là các số lẻ như vậy x nhân y là lẻ thì đồng thời cả x và y là các số lẻ mà chúng ta đều biết là x y chạy từ 1 cho đến 6 từ 1 đến 6 thì có 3 số lẻ như vậy x có 3 cách chọn y cũng có 3 cách chọn và chúng ta chỉ việc nhân lại 3 x 3 kết quả bằng gì 9 hoặc là em có thể liệt kê ra nhé Đấy. như vậy trong trường mà tích hai mà xuất hiện là một số lẻ thì cách 1 em liệt kê ra. Ở đây thì liệt kê cho em. Đấy, cả hai số đều phải là số lẻ rồi. Đúng không? Thì chúng ta liệt kê tất cả các bộ mà có số lẻ ra. Và chúng ta đếm nhá, chúng ta sẽ có là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bộ như thế. Đúng chưa? Như vậy ta suy ra được là cái N bê ngang sẽ bằng 9. À, thực ra em có thể liệt kê như thế này, còn nếu không thì có thể nói như giống như thầy vừa nói ấy. Đúng không? X nhân Y là số lẻ thì cả X và Y đều là số lẻ. Mà các số lẻ từ 1 cho đến 6 thì chỉ có thể là ở số 1, số 3 và số 5, tức là có 3 khả năng. Chọn x có 3 khả năng, chọn y có 3 khả năng. 3 x 3 cũng bằng mấy đây? 9. Đúng chưa? Đấy. Khi chúng ta có n b ngang rồi hoàn toàn chúng ta tính được pb ngang. Và có pb ngang rồi chúng ta nhớ là pb sẽ bằng 1 trừ đi pb ngang thì chúng ta sẽ tính được pb. Và chúng ta có như sau. pb thì bằng 1 trừ đi pb ngang và bằng 1 trừ đi này. pb ngang thì bằng nb ngang chia cho n omega N B ngang đến bằng 9 N omega đi bằng 36 Như vậy 9 phần 36 bằng 1 phần 4 Đúng không? Và chúng ta trừ đi 1 trừ đi 1 phần 4 kết quả bằng 3 phần 4 Các em có hiểu bài này chưa? Như vậy trong trường hợp này chúng ta thấy là Chúng ta sử dụng biến cố đối thì nó sẽ nhanh hơn Và đối với các bài toán mà tích chẵn Đúng không? Chúng ta nên sử dụng biến cố đối là tích lẻ Bởi vì tích lẻ thì có ít trường hợp hơn Được chưa? Chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ thứ hai về bài toán có xúc sắc như sau ở cell 3 con xúc sắc cân đối đồng chất độc lập tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên các mặt là bằng 9. Ở thế chúng ta thấy là đây là gieo ba con xúc sắc. Thế thì đúng vậy chúng ta đã phân tích nhau rồi đúng không? Không gian mẫu sẽ là các bộ x, y, z và có khả năng à, có tổng số sẽ là bằng 216 khả năng và chúng ta sẽ có như sau. Đây. Omega là các bộ x, y, z với x, y, z của chúng ta chạy từ 1 cho tới 6. Ở đây chúng ta có chọn x có có 6 khả năng này, chọn y có 6 khả năng, chọn z có 6 khả năng. 6 x 6 x 6 kết quả bằng 216. Ở bây giờ chúng ta sẽ xem là đầu bài người ta yêu cầu em là thế nào. Là tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên các mặt là bằng 9. Thế thì muốn cho tổng các số chấm mà xuất hiện trên các mặt là bằng 9, tức là chúng ta sẽ có là x cộng y cộng z. x cộng y cộng z sẽ phải bằng gì? 9. Và muốn có x cộng y cộng z sẽ bằng, bằng 9. Chúng ta đặt A là tổng số chấm xuất hiện bằng 9. Tổng số chấm xuất hiện bằng 9, tức là chúng ta có x cộng y cộng z bằng 9. Đây. Và nhớ cho thầy là x, y, z chạy từ 1 đến 6. Được chưa? Như vậy chúng ta có này, bây giờ chúng ta sẽ liệt kê tất cả các bộ ba số mà từ 1 đến 6 mà có tổng bằng 9. Và chúng ta sẽ liệt kê như sau. Chúng ta có là x, y, z phải thuộc các tập sau này. Đầu tiên là 1, 2, 6 cũng có tổng bằng 9 đúng không? 1, 3, 5, 2, 3, 4, 1, 4, 4, 2, 2, 5 và 3, 3, 3. Đây là chúng ta đang liệt kê ba số, các bộ ba số từ 1 cho đến 6 mà có tổng bằng 9. Được chưa? Bây giờ chúng ta sau khi chúng ta liệt kê rồi chúng ta sẽ phân loại những các bộ này như sau. Đầu tiên thầy sẽ chia cái bộ này 1, 2, 6, 1, 3, 5, 2, 3, 4 Thành một nhóm Tại sao thầy chia ba cái này thành một nhóm Bởi vì chúng ta thấy là ba cái số này ba chữ số của nó là khác nhau Thầy sẽ chia thành một nhóm Đây, Bây giờ thì thầy sẽ phân chia như sau Thầy sẽ phân chia tất cả các khả năng này Các bộ này, này. Thầy sẽ phân chia này Đầu tiên bộ 1, 2, 6, 1, 3, 5, 2, 3, 4, Thầy sẽ phân chia riêng thành một nhóm Và Nhóm thứ hai là 1, 4, 4, 2, 2, 5. Thầy cho vào một nhóm Và nhóm thứ ba là 3, 3, 3, 3. À, tại sao thì chia như thế bởi vì là ba à, cái uh, tập đầu tiên này này thì nó có ba số là hoàn toàn khác nhau đúng không? Hai à, cái tập này này thì nó sẽ có hai số giống nhau và cái tập cuối cùng là sẽ có ba số giống nhau. Như vậy thấy phân chia ra làm ba loại và thấy có như sau. À, mỗi một cái tập này một hai sáu này một ba năm này hai ba bốn ở đây là ba chữ số của nó hoàn toàn khác nhau. Thế nên nó sẽ sinh ra là ba giai thừa khả năng và nhớ nhé mỗi một tập này thì có ba giai thừa khả năng mà ở đây là là có ba tập đấy đúng chưa? Tương tự thế chúng ta có này, mỗi tập 1, 4, 4, 2, 2, 5. À, mỗi tập này thì nó sẽ có 3 khả năng. À, ví dụ như là, bởi vì là trong trường này chúng ta thấy là hai số này nó giống nhau. Bằng cách là liệt kê ra thôi, chúng ta sẽ tìm được là mỗi một cái tập này nó sẽ có 3 khả năng. Mà đây là có hai tập. Và tập cuối cùng, đó là tập 333 thì sẽ có một khả năng. Và từ đó thì chúng ta sẽ suy ra được như sau, NA sẽ bằng này. Mỗi một tập này có 3 giai thừa khả năng, mà có 3 tập như vậy, 3 x 3 giai thừa. Mỗi một tập này có 3 khả năng mà có 2 tập như vậy 2 x 3 và cái này có một khả năng như vậy cộng với 1, kết quả sẽ bằng 25. À, sau khi em tìm được NA bằng 25 rồi, chúng ta sẽ tính được cái xác suất PA sẽ bằng NA chia N omega tức bằng 25 phần 216. Em có hiểu bài này chưa nhỉ? Như vậy gel ở đây là gel ba con xúc sắc cân đối và độc lập nhau Thì chúng ta đã giải quyết xong. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang dạng bài toán tiếp theo. Bài toán đếm số. Ở đây chúng ta sẽ có cái bài toán xác suất mà liên quan đến cái bài toán đếm số và chúng ta xem như sau. À, chúng ta sẽ nhớ cho thầy là một số tự nhiên có n chữ số thì có dạng là a1 a2 chấm chấm an. Nhớ cho thầy là cái chữ số đầu tiên này phải khác gì? không? Được chưa? Khi làm bài toán đếm số thì chúng ta có một vài lưu ý như sau. À, chúng ta phải đọc kỹ đầu bài và chúng ta xem cho thầy là các chữ số của nó có phân biệt hay là không phân biệt. Tức là các chữ số của nó có đôi một khác nhau hay không? Hoặc là các chữ số mà không nhất thiết là phải khác nhau chúng ta phải phân biệt được tức là chúng ta phải đọc rõ cho thầy chỗ này à, cái thứ hai chúng ta phải lưu ý cho thầy là tập cái chữ số đó có chứa số 0 hay không bởi vì khi chứa số không vào thì đôi khi có rất nhiều bài toán mà chúng ta giải quyết hoàn toàn khác số cách chọn của nó khác nên ta phải lưu ý rằng có chứa số không hay không cái lưu ý số 3 đó là à, chúng ta lưu ý cho thầy cái dấu hiệu chia hết ví dụ như là dấu hiệu chia cho hai này cho 3, cho bốn cho năm cho sáu cho đến cho chia cho chín chia cho 10 chúng ta phải nhớ cho thầy có dấu hiệu chia hết đúng chưa và cái cuối cùng đó là À, trong nhiều bài toán chúng ta có thể sử dụng cái biến cố đối hay chính là gọi nôm na là cái phép đếm ngược đấy. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thử một ví dụ nhé. Ví dụ, cho bảy số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gọi x gì là tập các số gồm có hai chữ số khác nhau lấy từ 7 chữ số trên. Và lấy ngẫu nhiên một số thuộc tập x. Yêu cầu là tính xác suất để số đó là một số lẻ. Trường thứ hai đó là số đó là một số chia cho 5. À, bây giờ thì chúng ta sẽ phải xem xem là không gian mẫu nó sẽ là có bao nhiêu phần tử. Thì muốn xem không gian mẫu là bao nhiêu thì chúng ta sẽ phải làm làm nhỉ? Chúng ta sẽ xem xem là x gì là có bao nhiêu phần tử. X ở đây là các số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau. Đúng chưa? Và chúng ta thấy là các chữ số ở đây lấy từ 1 cho đến 7, không chữ số 0. Và đòi hỏi ở đây là các chữ số ở đây là khác nhau. Như vậy là chúng ta lưu ý là uh, chúng ta sẽ trước hết chúng ta sẽ đếm xem là có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số khác nhau được chọn từ 1 cho tới 7 và chúng ta sẽ xem như sau. Số các số tự nhiên có 2 chữ số khác nhau lập từ 7 chữ số này sẽ là A2 của 7. Bởi vì em chọn 2 số trong 7 số có thứ tự sẽ phải là trường hợp chập 2 của 7 và kết quả bằng 42. À từ đó thì chúng ta sẽ suy ra được ngay là tập x thì có 42 phần tử và không gian mẫu sẽ là em chọn một số Đây này, em lấy ngẫu nhiên một số này. Một số trong 42 sẽ là C1 của 42 và kết quả bằng 42. Được chưa? Như vậy không gian mẫu là ok. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần A nhé. A là em đặt A là sự kiện chọn được một số lẻ. Bây giờ chúng ta xem xem như ra thế nào là một số lẻ. Một số lẻ mà ở đây chúng ta lưu ý là à, một số lẻ mà đây là số có hai chữ số khác nhau. Thì một số được gọi là số lẻ nếu như cái số số kết thúc của nó ấy, phải là một chữ số gì lẻ. Như vậy chúng ta có thể đếm được như sau. Gọi AB là số tự nhiên lẻ có hai chữ số khác nhau. Và muốn cho anh này lẻ thì chúng ta thấy là B phải là một số lẻ. Như vậy chúng ta chọn B nhé. À, chúng ta chọn B thì có 4 cách. Bởi vì B có thể chọn là 1 này, 3 này, 5 này, 7. Như vậy B có 4 cách chọn. c à, sau khi em chọn B xong thì chúng ta sẽ đi chọn A. Chúng ta lưu ý là chúng ta chọn A. A phải tránh đi B. Và A được chọn trong 7 số. Tránh đi B là tránh một số. Như vậy là sẽ có 6 cách chọn A. Như vậy chọn B có 4 cách, chọn A có 6 cách. Và từ đó chúng ta suy ra ngay là có 6 x 4 bằng 24, số tự nhiên thỏa mãn. Có 24 số tự nhiên thỏa mãn rồi thì điều này có nghĩa là NA sẽ chính bằng 24. À, sau khi em có NA bằng, bằng 24 rồi, chúng ta sẽ tính được ngay PA sẽ bằng NA chia cho N omega và kết quả bằng 4 phần 7. Bây giờ ta thử cho thầy xem phần B. Phần B người ta đòi hỏi em như sau là trong trường này là số phải chia cho 5. Dấu hiệu chia cho 5 là gì? Số chia cho 5 đó là chữ số kết thúc của nó phải là kết thúc bởi 0 hoặc là gì? 5. Mà ở đây thì không không có. Như vậy ở đây có nghĩa là kết thúc bởi số mấy thôi? Số 5. Và chúng ta sẽ suy ra như sau. Gọi B là một số tự nhiên chia cho 5. Chọn được một số tự nhiên chia cho 5. Và chúng ta sẽ có. AB là số tự nhiên chia cho 5 và có hai chữ số khác nhau. Khi đó chúng ta có này. Chọn B. Chọn B ở đây chắc chắn chỉ có một cách chọn thôi. Và chính là số số mấy đây? Số 5. Sau khi em chọn B xong, chúng ta đi chọn A. Điều kiện của A là A chỉ cần khác B thôi. Và A sẽ được chọn từ 1 đến 7. Chọn từ 1 đến 7 mà khác B. Như vậy A sẽ có 6 cách chọn. Và sau khi có 6 cách chọn rồi thì ở đây cả thể của nó sẽ là 1 x 6 sẽ là bằng 6. Và từ đó ta suy ra NB ở đây sẽ là 6. À, sau khi em tìm được NB bằng 6 rồi chúng ta sẽ suy ra được PB sẽ bằng NB trên N omega và kết quả sẽ bằng là 6 phần 42, tức là ta thu được là bằng 1 phần 7. Tới đây thì chương trình Chính phục kỳ thi tuần này của chúng ta sẽ được khép lại. Ta sẽ quay trở lại với những phần bài toán liên quan đến xác suất và các bài toán khó hơn là các câu 9 điểm, 10 điểm trong đề thi đại học. Đó là các bài toán liên quan đến phương trình, bất phương trình, hệ phương trình và bài toán minh mắc và các số tiếp theo. Hẹn gặp lại các em. Các bạn thí sinh hãy lên Facebook và website của chương trình để làm bài tập trắc nghiệm và đặt câu hỏi trực tiếp cho các giáo viên. VTV7 cùng bạn chinh phục kỳ thi.